Thích Trân Quang bị dí vào chân tường, Đại học Luật Hà Nội có nguy cơ lòi mặt chuột. Vào ngày 9 tháng 10, tờ báo Thanh Niên trong nước cho hay, vụ bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt chưa xử lý thỏa đáng và minh bạch. Theo bài báo, cơ quan Quốc hội đánh giá vụ bằng cấp của ông Vương Tấn Việt, tức là Thích Trân Quang, là trường hợp học giả bằng thật. Nó đã làm dậy sóng dư luận xã hội trong và ngoài nước, song chưa được xử lý thỏa đáng và minh bạch, công bố cho toàn dân được biết. Việc Trường Đại học Hà Nội cho ông Vương Tấn Việt hoàn thành học bù là chương trình thạc sĩ lẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ chỉ trong vòng vẻn vẹn có 2 năm. Nó đã cho thấy trường này sai phạm nghiêm trọng trong quy trình đào tạo. Rõ ràng bằng tiến sĩ của ông Việt là bằng thật nhưng quá trình học lại là giả tạo. Nói thẳng ra đây là cách mà các trường đại học bán bằng. Ngay sau khi ông Việt tung clip bảo vệ luận án tiến sĩ thì dư luận đã chỉ ra những luận điểm yếu kém, thậm chí là sai trái trong nội dung luận án này. Không rõ có ai đó đã viết thay hay ông Vương Tấn Việt tự viết ra. Nếu có người viết hộ thì cả người này cũng không đủ trình độ tiến sĩ để có thể bán luận án cho ông Vương Tuấn Việt. Vấn đề là chỉ là sai phạm của một mình ông Vương Tuấn Việt thì vụ việc đã không dây dưa đến bây giờ. Hiện cả bộ máy của chính quyền vẫn đang lúng túng, không biết nên xử lý như thế nào đây. Nếu làm đến nơi, đến chốn thì bắt buộc phải lôi ra cả bộ máy quản lý và giảng dạy của Trường Đại học Luật Hà Nội. Rất có thể đây là một đường dây bán bằng thật, tức là học giả mà trường này đang kinh doanh, đằng sau ánh hào quang của một trường đại học top hàng đầu. Dư luận cho rằng rất nhiều trường đại học danh tiếng ở phía Bắc đang thực hiện những chương trình bán bằng tương tự như thế, thông qua các khóa đào tạo được liên kết để mở ở các khu vực khác nhau, đặc biệt là tại Sài Gòn, nơi hội tụ rất nhiều khách hàng tiềm năng, những người có tiền nhưng lại thiếu văn bằng. Hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện nay rất bát nháo, rất nhiều trường đại học được phép dựng lên, vơ vét sinh viên cho đủ số lượng, rồi đào tạo qua loa và cấp bằng. Từ đó hình thành nên một thành phần có bằng đại học và trên đại học nhưng lại không có kiến thức tương xứng. Ngoài ra các hệ đào tạo khác như hệ tại chức, hệ từ xa, hệ vừa học vừa làm của các trường đại học lâu nay vẫn cho ra đời một lượng lớn cử nhân yếu kém. Đây chính là lượng khách hàng có nhu cầu học lên văn bằng cao hơn mà không muốn hoặc không có khả năng học tập. Họ rất cần bằng cấp cao để mà khoe mẽ hoặc là tiến thân, đặc biệt là trường cơ quan, nhà nước. Việc kinh doanh bằng thật học giả đã tạo ra nguồn thu ngoài lường rất lớn cho các trường đại học có tiếng ở phía Bắc. Trường Đại học Luật Hà Nội có nguy cơ bị phanh phui thông qua vụ bán bằng cho Thượng tọa Thích Trân Quang. Đứng trước nguy cơ bị lật tẩy cả ổ thì có khả năng Bộ Giáo dục phải làm lơ đi chuyện này. Tuy nhiên mọi việc không đơn giản như thế. Việc làm lơ vụ tiêu cực xảy ra ở Trường Đại học Luật Hà Nội mấy tháng qua không dễ dàng, bởi dư luận luôn muốn khơi lại vụ này để làm cho ra nhẹ. Dư luận quá mạnh khiến cho Quốc hội phải vào cuộc. Tuy nhiên, để khẳng định đây là cách mà bộ máy nhà nước xoa dịu dư luận hay thật sự muốn xử lý đến nơi đến chốn thì cần phải có thời gian chờ thêm để mà quan sát. Nguyên nhân sâu xa nhất của vụ mua bán bằng tiến sĩ này là ngành giáo dục của Việt Nam đã quá thối nát. Từ đó mới có thể xảy ra những hiện tượng tiêu cực nhằm thu lợi bất chính. Nếu Bộ Giáo dục và Quản lý làm tốt chức năng của họ thì Đại học Luật Hà Nội làm sao dám ngang nhiên bán bằng được? Nếu Đại học Luật Hà Nội làm đúng thì làm sao có thể xuất hiện một ông Vương Tuấn Việt mang bằng đi khoe khắp thiên hạ để mà lừa con nhang đệ tử? Cái gốc của mọi cái gốc vẫn là chế độ này. Chế độ đã quá nát nên nhìn đâu cũng nát, hết thuốc chữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thích Trân Quang bị dí vào chân tường, Đại học Luật Hà Nội có nguy cơ lòi mặt chuột. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trị Tô Lâm không phải là không có kịch bản. Nếu Phạm Minh Chính, Lương Cường, Phan Văn Giang là ba người có thể gây khó khăn cho Tô Lâm. Phạm Minh Chính là thủ tướng, là người duy nhất trong bộ chính trị
có đủ tiêu chuẩn để tranh chức Tổng Bí thư với ông Tô Lâm tại Đại hội 14. Hai người còn lại không đủ tiêu chuẩn để ứng cử chức Tổng Bí thư. Tuy nhiên, họ lại đang có cơ hội rất lớn để hình thành liên minh cân bằng quyền lực với phe công an của Tô Lâm. Lâu nay, Bộ Chính trị vẫn được xem là bộ siêu quyền lực, quyết định mọi vấn đề, từ nội chính đến các chính sách lớn để phát triển đất nước. Bộ Chính trị chỉ tạm thời bị lu mờ trong thời gian ngắn gần đây, khi Tô Lâm dùng hồ sơ đen khiến phần lớn thành viên trong đó phải ngồi im để Tô Lâm thực hiện cuộc đảo chính mềm. Hiện nay, Bộ Chính trị có 15 người, nhưng chỉ có 2 người thuộc phe Hưng Yên của ông Tô Lâm, còn lại 13 người, chưa rõ có bao nhiêu người ủng hộ ông. Điều này hiện là ẩn số và cũng tiềm ẩn mối nguy không nhỏ đối với ông Tô Lâm. Và đây là hình Tô Lâm đang lấn át bộ siêu quyền lực. Phần còn lại của Bộ Chính trị có 3 nhân vật hàng đầu có thể làm khó dễ đối với ông Tô Lâm, như đã chỉ ra là Lương Cường, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Nếu xét từng cá nhân thì mỗi người đều không phải là đối thủ của Tô Lâm, nhưng nếu ba người này liên minh thì chưa biết điều gì xảy ra. Đấy là câu hỏi cần phải đặt ra vì khả năng này là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Việc phòng thủ một cách thụ động trước Tô Lâm không phải là giải pháp tốt. Cho đến nay, ông Tô Lâm đang tận dụng mọi nguồn lực trong tay để khoan thủng kho dữ liệu mật của ông Phan Văn Giang và ông Phạm Minh Chính. Khả năng cao, Tô Lâm sẽ tấn công vào Tổng cục trưởng, Tổng cục 2 Phạm Ngọc Hùng vì đã quá tuổi hưu. Nếu ông Giang và ông Chính không có phương án B dự phòng, thì tuyến phòng thủ kiên cố Phạm Ngọc Hùng trước sau gì cũng thủng. Kịch bản Lương Cường làm chủ tịch nước, sau đó bắt tay với Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang tạo thế kiền ba chân thì sẽ vô cùng vững chắc. Khi đó, phe này sẽ sử dụng công thức tứ trụ cộng quân đội. Không có lý do gì lại phải chịu lép vế trước công thức tứ trụ cộng công an của Tô Lâm. Nếu liên minh này trở thành hiện thực, thì đấy có thể là kịch bản tốt nhất cho phần còn lại trong Bộ Chính trị có thể sử dụng để trị ông Tô Lâm. Tô Lâm có lợi thế là đang nắm giữ trong tay vũ khí hồ sơ đen mà hầu hết các đối thủ của ông không có. Những người từng ngã ngựa dưới bàn tay Tô Lâm như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai đều biết tất cả các đồng chí đều nhem nhút như nhau nhưng lại không có bằng chứng cụ thể, không có trong tay hồ sơ rõ ràng để cân bằng với ngón đòn của Tô Lâm. Vì vậy, họ đành chấp nhận thất bại một cách tức tưởi. Và đây là hình nếu thế kiền ba chân hình thành có thể khiến Tô Lâm sẽ phải co vòi. Thế nhưng Bộ Quốc phòng lại có bộ máy điều tra, tuy không hùng hậu như bộ máy công an của Tô Lâm, nhưng nếu biết tận dụng, nó vẫn có thể phát huy tác dụng. Tô Lâm có bộ máy khổng lồ, có thể điều tra hàng trăm đồng chí. Bộ máy điều tra của Bộ Quốc phòng thì khiêm tốn hơn, nhưng vẫn có thể nhắm vào một mình Tô Lâm mà đánh. Nếu có thể tìm đầy đủ thông tin và bằng chứng cụ thể, thì vẫn có thể dùng nó để uy hiếp lại Tô Lâm. Trị Tô Lâm chỉ có thể dùng chiêu gậy ông đập lưng ông là hiệu quả nhất. Cả phần còn lại của Bộ Chính trị đều đang cảm thấy bất an vì kho dữ liệu lớn đang nằm trong tay Tô Lâm. Nếu bộ ba Lương Cường, Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang tạo được liên minh thì có thể chặn đứng được Tô Lâm để dọn đường cho các thế lực khác trỗi dậy. Lúc đó, bộ ba này sẽ được rất nhiều nhân vật trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng ủng hộ. Hãy đợi xem kịch bản này có thể xảy ra hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trị Tô Lâm không phải là không có kịch bản. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.